nắng việc cuối loan và dâm vật nhân ấy chẳng quá tài lẻ Phật. Chẳng thấy lời đời cùng tiếng Phật hạ phàm gian, hỏi ai tâm trí mau tầm đạo tầm đấng hiền từ cứu thế vậy. Tiên trưởng muốn phiên
trời. Bi đồng tờ tâm gọi mấy lời, chúng sanh bắt người y tuôn rơi. Kim sơn xem thấy lòng còn nhiều lắm chúng sanh nổi. Nên việc cuối loạn và dâm vật, nhân này chẳng qua đạo hành quyền cơ khuyên đó kim. Nam mô A Di Đà Phật. Mình sẽ đọc bài gì đây? Ủa, đúng rồi, bài Quỳnh Long Lộ Dĩ. Ông ngoại đã chỉ ta cho mình. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời, yêu lặng cả non sông. Nhiều thơ thách đang dây
hoặc chớ mang trong lòng. Điều thứ hai thầy thì trong đệ tử tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Dìu ô dắt nhau điểm tô công quà khi phải thật tình với cả chung quanh, thiết thời cam chịu đỏ đành. Dù gì phẩm gì thầy dành cho con, điều thứ ba giảng toàn hạnh đức. Tuy bán buồn cơ cực tạo tàn, đợi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường. Dù vàng bạc đầy dương tràn tôi, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thanh thôi linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy lực lục thập trai, cố sức trao dồi thơ thà sương máu tâm hôi. Khi có cây rau cài khi cùng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thế hiện, không sát sanh lòng thiền ta còn. Lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú gì cơm trang máu hồng. Điều thứ năm quyết không hờn giận ganh ghét chi cho bằng lòng mình. Con xem giảng quyền thiên kinh, hiền nhân quân tử khi giống tình vô câu. Muôn việc đến bắt đầu sân nổ là nguyên nhân, không có ly tan chân truyền chánh pháp đạo vàng. Tập xong chữ nhận nét vàng không xa. Điều thứ sáu thiết tha thầy dẫn đi ngày hai thời lặng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Khi gánh việc đồng sâu trời
Điều thứ bảy quyết tăng công hòa an ủi người già cả ốm đau. Tùy duyên có thể giúp vào lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đất ấy vẫn còn muốn thoáng, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi cõi trần hồng, mấy ai giữ đặng tấm lòng thanh cao. Điều thứ tám lời nào thầy dạy, dù khổ lao cho ngài công trình, biết rằng con phải hy sinh. Phật tiên đâu nợ quên tình con thân. Đừng chấp việc núi cao rừng thăm, hay là đường muốn dầm xa trong. Con ơi thề giữ trong lòng, đương nhiên đất đạo thoát dòng tự phanh. Điều thứ chín đạo lành căn bản, dù làm sao có bạn không thù.